mỗi buổi chiều con đi ngang nghĩa địa đường Ambrock với 680 đây nè, sáng giống hả sư phụ, với nghĩa này sáng là chuyện nhỏ, tại buổi chiều á mấy cái con ma đó nó ngồi dài dài ở trên, con biết ngang cái tiệm bông á, nó có cái bia cái monument mà nó ngồi nó ngó người ta chạy xe qua lại, nó có đèn xanh đèn đỏ đúng không, nó coi mình giống như là khỉ, nó là người tại vì nó ngồi nó ngắm cảnh của mình, mấy con ma nó ngồi đầy hết, lần nào vô đi ngang nó thấy được đông, con thấy bông thôi đó, thì cái tiệm ngang bông nó vừa ngắm bông nó vừa ngắm người của mình lái xe qua lại à, mà nếu mình qua mình nể nó mình xá nó thì nó không có nhảy ra phía sau xe mình nó ngồi, trời ơi, bởi vì mấy thằng mễ bị hoài á, mấy thằng mễ qua rồi chỉnh chỉnh say say rồi lái xe dặn nhạc đùng 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 á, nó ra phía sau nó thích nghe, tại mễ nó chết chậm, thì hôm nay mà nhận dặn bản này hay quá tao nhảy vô tao nghe đó, cho nên cái nghĩa địa là giống như một cái khu thành phố cư dân của nó ở, con đứng tưởng đầy hết, chiều nó ra nó ngồi mình á, thì mình ngó họ là những cái bia một bia với mã đúng không, còn nó có mình giống như đám khỉ chạy vòng vòng mà đường chạy qua chạy lại chạy, để nó cũng ngắm cảnh đó. Thì mình khấn cho nó, trong đó ngoài đầu có khu người Việt Nam á, nói chung người Việt Nam không á, cái nghĩa địa Ambrock á, mình sáng là chuyện nhỏ, sáng chỉ là chào đó, là ơi tôi chào các bạn nghe, nhưng mà khu Việt Nam nhiều lúc Việt Nam bữa mùa Covid á, mùa Covid thì vô đó cũng nhiều á, hả? Ở mùa Covid năm 2020 này 19 vô đó đầy, nhưng các bạn chị cũng có chồng cũng nhiều á. Mấy cái bà Phật tử mình ở mấy cái hình nhỏ nhỏ mà ở dưới chùa Phiên Manh đó, hồi xưa nó chỉ có một dãy vậy thôi, còn bây giờ nó đầy luôn, là gấp cái số lượng dân số bên kia tăng cao hơn dân số này. Rồi mấy bà Phật tử là ngày xưa cũng tu ở chùa Phiên Manh thì cũng hôm nay cũng lên bàn đó, ở trong chùa Phiên Manh hiện giờ mình đang có mấy trăm người đang bữa nay tổ chức lễ vô đàng phải không, thì cũng là Phật tử ở đó, rồi chết thì cũng lên hình ở đó. Trong đó có ông thầy phó chủ trì, thầy Linh Nhẫn, cái hình ổng cũng lên đó. Nãy giờ hỏi có câu sám hối hàng thành mà trả lời lâu quá. À, để hiểu luôn hả? Hiểu mà. Tháng 7 này chiều chật vật mình ổng lên đi đâu mà cho cái này mới đem. Mùng 5 14 23. Mấy cái đó là ngày kỵ bên Tạo đưa qua. Sư phụ ngày hôm qua có nói với em mấy nhiều lần nữa, vô hỏi gì nói nữa. Tại vì clip thì có người coi rồi, có người chưa coi á, đâu phải là trăm triệu người có duyên nghe hết đâu. Có người nghe rồi 3 tháng cũng quên mất tiêu, những người lại họ không biết đâu đã từng nghe nữa. Tại vì thời nay á, con của mẹ xuống đây á, tiền tài danh vọng vật chất chứ khổ quá đó, không còn trí tuệ để mà học hỏi nhiều nữa. Cho nên hôm nay cha xá tội nhiều lắm, để cho mau về. Thì những cái ngày đó, những ngày của chư thần chư thiên đi đầy mà được mùng 5, 14, 23. Cái ngày nào mà xui nhất, trừ khi cái ngày Friday thức thiên của Mỹ nó là ngày ma quỷ thiện. Thì những ngày mùng 5, 14, 23 là chư thần chư thánh đi, họ cũng dùng cái quả đi cầu của mình, họ ở một cái dimension song song sống với mình, sinh hoạt chung với mình. Con người mình rất là vô minh, cứ coi thần thánh chả ra gì hết, rồi cứ thời nguyền rồi anh yêu em yêu anh thời, mà ngay lúc thời mà trong lúc mấy vị thần là thẳng tay đó, thời mà không giữ là hứa là mấy vị chém liền á, chém là kẹt luôn á. Thì nên mình mới nói kỵ, con người tốt cứ thoải mái, không có kỵ gì, ở nhà người tốt cứ thoải mái ở, không cần hứa, hướng là cái tâm của mình, không có phải hướng đông hướng tây hướng nam bắc gì á, cái đó là tào lao luôn á.
tâm của mình á, xoay chuyển tất cả, rồi cũng chẳng phải là số mệnh nữa. Số mệnh là có, nhưng mà mỗi ngày á, mình định số của mình. Cho nên ngày nào mà mình hạ thủ công phu là ngày đó không ai coi bói coi tướng coi số gì mình được. I love them. Ủa còn ở chậm có dạng á, giờ mời mấy anh chị đi để. Có sẵn rồi mọi người. Bưng đây con, bưng về cô ta mới thấy, ta mới biết là gì, cái con đó có gì. Có cơm, chè, xôi. À, con để sẵn chồng. Không cần con bưng ra đi đi, chứ có ai đâu mà ta ngại đâu, vô trong cứ bưng để đây, để cho bàn này bàn chậm. Cái lầu dùng men này ở đâu? Em không đưa hết không? Ở dưới chùa hả? Chẳng lưu điểm, ăn lắm luôn. Ở dưới đồng mà. Sao ngủ được? Ngủ không được ta anh cái đâu phải tại cái phòng. Phòng nó đâu biết gì đâu ngủ được. Lý do ngủ không được là sao? Có cái gì mà có phòng nhỏ. Chưa có vị nào. Có sao anh biết được? Mình nghi thôi. Nhưng mà hai mấy người ngủ rồi. Cuối cùng ban đêm mà cũng phải đi chỗ khác ngủ. Đó là do tâm lý từ người này chuyển qua người kia. Còn nếu mà có thiệt vậy á, thì thấy anh cũng đang cũng có chút á. Có vị nào đó họ đi theo ngoài. Ma cũng là người mà cũng bạn mình. Lúc nhìn cho nó không bằng đi, nó xe phòng nhưng mà chịu khó là nó không có trả tiền ra xe phòng cho mình. Muốn làm từ thiện. Họ cũng cần có chỗ ẩn náu. Nhiều khi mấy người đó là mấy tỷ phú của Mỹ đó, ở nhà biệt thự như nhà đó giờ bị bán rồi. Nó về nó thấy cảnh xưa nó buồn. Ở đi làm ăn nó không có chỗ ở, buồn tội nó. Còn là đại gia tỷ phú không có đi làm ăn mà được. Lần chuyện tới đó kịp chơi kịp dừng ngồi xuống để chịu con ma đó
tới nó quỳ nó mét, nó nói ngài thử ngài coi nhà của tôi ở đây mà ông lên đây ông cào mồ cào mã tôi lên mà ông không có xin phép tôi, cho nên khi ông xe cái đó ông phá sản. Hồi xưa ông là tỷ phú lùng này, một lần Santa Clara mà hội chợ hồi xưa là ông là người cho 200,000 đi chơi thì nó phá rồi là sạc nghiệp. Thì lúc mà mấy má là em mét nó nói chuyện nghiệp nó mét đó. Thì chuyện nói bây giờ làm sao tụi mày đi, nó nhà tôi nhất định tôi ở đây, cho nên khu đó tới ngày hôm nay cũng vẫn không mở cửa, đúng không? Đổ rất nhiều tiền xây hiện giờ không mở cửa. Rồi những cái người chủ ở đó cũng biết kiện và đại giá đây cũng phút cho kiện đó, kiện cho kiện vô kiện làm sạch là kiện nói hay ta đãi mày buổi tiệc cháo mày đi, nhưng mà kiện không có tham. Chứ hồi 4-5 năm trước có cái viên phải đó, thì cho nên nhà cửa là phải quan trọng, là mình không có sợ là ở chặt hước, mình chỉ sợ là ở nhầm cái nhà của người ta đó. Nhà của chị đang bị đó, nghĩ là thời gian trước là của cũng của ai chôn mà chị đang nói có người quay phim đó nghe chị. Hồi lên nó làm à, em là thầy thầy pháp luôn, chết em luôn. Em mới thầy pháp, em là người truyền tin của Phật thầy để mà cho mình quay đầu mình chuẩn bị đón một cái thời đại mới vàng son. Nó sẽ xảy ra không có bao lâu nữa, đó là nhiệm vụ của em. Và ba năm nay em lên mạng là để mà đánh thức tất cả những đứa con thiên mà quên đường lạc lối. Để mà quay về cho kịp, tại vì 3 năm nay là 3 năm cực kỳ quan trọng. Không có phải là những năm hồi xưa mà mình cứ thả như lục bình trôi nữa. 3 năm cả tinh thần vẫn là vật chất bây giờ là recession, là khủng hoảng toàn cầu. Còn về tinh thần á, mình cũng không có yên, chả biết là ngày mai bom nguyên tử nó nổ ở đâu mình ảnh hưởng không. Huống chi bà con anh em mình ở bên kia là không biết ngày mai Biển Đông vậy sóng nước mình bị gì, cho nên cái tâm ai giờ cũng không yên hết. Thì nhiệm vụ của em là nhiệm vụ lớn để mà nói những cái quan trọng để mình có sự chuẩn bị. Còn cái chuyện mà làm thầy pháp thầy bùa mà để này á, chuyện không phải nghề của em, nhưng mà ai mà bị dông nhập á, này nọ đó, thì lên đây thì em kêu lấy nước của điện Phật mẫu á, uống vô bỏ anh đầu. Còn chuyện của chị á, người nào có duyên á, nhắn tin em chỉ cần biết địa chỉ thôi. Em ngồi đây em nói chuyện với ông thổ địa đó em mới biết được cái tình trạng như thế nào. Mà ngồi ở đây đông người lên máy em không có nói cái này. Người nào có số điện thoại em nhắn là tôi ở địa chỉ này tôi bị như vậy. Thì em có thể ngồi ở nhà em nói chuyện được thì nó cũng là giúp được. Dạ không, rồi cái số mà Zalo của anh chị cắt vô phòng mà phu quá thì không có vô. Zalo chị ở Mỹ gì xài Mỹ chứ không mới vô Zalo làm gì, tại sao phải vô cho bên Trung Quốc cho nó thêm một bộ nhớ của nó hả? Không có phải, không biết anh chị lên đó rồi kêu vô Zalo đó ra không có cái tin thôi, là phải vô Zalo thôi. Nhưng mà thường á hỏi em nhiều cái nhắn tin lắm, nhắn tin bình thường ở Mỹ thì em có thời gian coi. Thì nó bên Viber thì em nó nhiều quá, thì bữa nào em rảnh em coi bên Viber. Rồi qua tới bên Zalo thì khi nào em rảnh nữa em mới coi bên Zalo. Bên bình thường không Mỹ. Đủ tiêu chuẩn để dự hội hôm qua là như thế nào anh?
nấu cơm cho vợ ăn với mà xa cho bà đúng mà chỉ cần làm gì đó thôi là anh đều thôi. Đông quá rồi mở rồi đó, chạy xuống đây, cái này nó mở được từ đây. Rồi, con sẽ phụng dạy. Rồi, bye.